quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Việt Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Vụ pano tuyên truyền có hình cờ Trung Quốc, vì sao hai cán bộ bị đình chỉ công tác? Đường đi của tiền bẩn trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, AIC. Hiệu trưởng trường vùng núi bị bắt vì ăn chặn 2 tỷ tiền hỗ trợ học sinh. Vụ pano tuyên truyền có hình cờ Trung Quốc, vì sao hai cán bộ bị đình chỉ công tác? Thưa quý vị, chiều 20 tháng 12, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác hai cán bộ vì tự ý làm pano khi không được sự đồng ý của ban giám hiệu và có hình ảnh không phù hợp. Liên quan đến vụ việc, vào sáng ngày 20 tháng 12, trên mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh chụp tấm pano tuyên truyền chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng in phông là nền cờ Trung Quốc. Pano đặt trong khuôn viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Chiều 20 tháng 12, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác hai cán bộ nhà trường có liên quan đến vụ việc trên. Hai cán bộ là ông Trịnh Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh và ông Ngô Văn Công là nhân viên phòng quản trị B. Lý do tạm đình chỉ là tự ý làm pano khi không được sự đồng ý của ban giám hiệu và chủ nhiệm khoa. Hình thức của pano có những hình ảnh không phù hợp. Thời gian tạm đình chỉ 30 ngày kể từ 13 giờ ngày 20 tháng 12. Yêu cầu ông Hùng và ông Công báo cáo ban giám hiệu và cơ quan chức năng về những sai phạm khi có yêu cầu. Đường đi của tiền bẩn trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, AIC. Kính thưa quý vị, 26 lần đưa nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC và cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đều bằng tiền mặt, diễn ra ngay tại trụ sở Thành ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lần bà Nhàn đưa hối lộ nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng. 10 giờ 30 phút vào sáng nay 21 tháng 12, sau phần thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng vụ đại án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và một số đơn vị có liên quan. Bản cáo trạng dài 64 trang được Viện Kiểm sát công bố tại tòa cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người thành lập đế chế AIC trong quá trình phát triển, đã tham gia và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế, giáo dục, các quan địa phương. Để dễ dàng trúng 16 gói thầu thiết bị y tế tại Đồng Nai, bà Nhàn không tiếc tay chi tiền thao túng lãnh đạo tỉnh, sở ngành và chủ đầu tư. Bản cáo trạng cũng tái dựng đường đi của dòng tiền hối lộ, từ tiền nâng khống giá thiết bị bà Nhàn dùng để chi quan hệ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục dùng tiền này để mua bất động sản cho con đi du học. Vâng thưa quý vị, theo cáo trạng, công ty AIC chuyên kinh doanh trang thiết bị y tế là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một trung tâm xuất khẩu lao động trực thuộc công ty của Bộ Giao thông Vận tải. Bà Nhàn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC, công ty có vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 5 tỷ đồng, nhiều lần thay đổi, thứ 9 tăng lên là 1.000 tỷ đồng, để AIC được chỉ định tham gia trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tổng giá trị là 665 tỷ đồng. Bà Nhàn đã thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo từ tỉnh ủy đến sở ngành. Cùng với đó, bà Nhàn còn thành lập Ban Thư ký Tài chính do Nguyễn Thị Thu Phương, hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam làm trưởng ban. Bà này có chức năng thực hiện nhiệm vụ thu chi đối ngoại theo chỉ đạo của cựu chủ tịch AIC. Mọi việc thu chi đều được ghi chép vào sổ sách, cập nhật trên máy tính riêng của ban, nhưng không được hạch toán vào phần mềm kế toán của AIC. Kết quả điều tra cho thấy, Ban Thư ký Tài chính do bà Nhàn lập ra và trực tiếp chỉ đạo chính là điểm xuất phát của dòng tiền được lãnh đạo AIC mang đi hối lộ quan chức Đồng Nai. Nguồn tiền ban này có được là từ việc nâng khống giá thiết bị do các công ty sân sau chuyển về. Từ năm 2011 đến 2020, một số nhân viên của AIC đã nhận tiền từ quỹ của ban và chuyển đến tài khoản của Hoàng Thị Phương Anh, nhân viên của một công ty khác do bà Nhàn lập ra và điều hành. Mỗi lần nhận được chỉ đạo, Phương Anh rút tiền mặt để giao cho bà Nhàn và thuộc cấp mang đi bôi trơn, chi ngoại giao cho các cá nhân là lãnh đạo tỉnh, sở ngành và chủ đầu tư. Với các cách thức trên, tại Đồng Nai, bà Nhàn đã hối lộ hơn 43 tỷ đồng cho Bí thư Chủ tịch Giám đốc Sở Y tế và biếu quà 1 tỷ đồng cho Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Kết quả điều tra xác định toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ Ban Thư ký Tài chính AIC. Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 xác định Hoàng Thị Phương Anh có 5 tài khoản tại 3 ngân hàng từ năm 2011 đến 2020. Tổng số tiền các nhân viên Ban Thư ký Tài chính đã chuyển vào 3 tài khoản của Phương Anh là 464 tỷ đồng.
Hai tài khoản tại hai ngân hàng khác của Phương Anh được chuyển vào 31,5 tỷ đồng. Tổng số tiền các nhân viên của ban đã chuyển cho Phương Anh là 495,5 tỷ đồng. Bản cáo trạng được công bố tại tòa cho thấy việc đưa vào hối lộ trong vụ án này đã diễn ra trong thời gian rất dài. Suốt hơn 10 năm, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần nhận lắt tay để giúp công ty AIC trúng 16 gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt danh mục thiết bị cho dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhận lời đề nghị từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành đã giới thiệu lãnh đạo công ty AIC với quan chức tỉnh. Năm 2010, khi dự án khó khăn về vốn đầu tư trang thiết bị y tế, ông Thành nhờ bà Nhàn giúp đỡ Đồng Nai xin vốn trung ương hỗ trợ. Dự án sau đó được tăng 30% tổng mức đầu tư lên hơn 2.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cáo buộc trong quá trình triển khai dự án, ông Thành đã chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tạo điều kiện cho AIC tham gia và trúng thầu các gói về thiết bị y tế. Cùng với việc giúp sức cho AIC trúng thầu, từ năm 2010 đến 2015, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai đã 6 lần trực tiếp nhận tiền từ bà Nhàn, tổng là 14,5 tỷ đồng. Trong đó có 3 lần, bà Nhàn cho nhân viên đón ông Thành đến trụ sở AIC để đưa tiền, những lần còn lại là nhận ngay tại trụ sở Thành ủy. Lần ông Thành nhận nhiều nhất vào năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa hối lộ 5 tỷ trong phòng làm việc của bà tại Hà Nội. Ông Thành khai đã dùng phần lớn số tiền nhận hối lộ để gửi tiết kiệm đầu tư bất động sản, phần còn lại giữ chi tiêu cá nhân. Cũng nhận số tiền 14,5 tỷ đồng, cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái được bà Nhàn và nhân viên lót tay trong 14 lần kéo dài hơn 10 năm. Những lần nhận lại quả này cũng đa phần diễn ra tại trụ sở AIC hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cựu Chủ tịch tỉnh khai đã được một phần số tiền nhận hối lộ cho vợ để đóng tiền cho hai con ruột đang du học tại Mỹ từ năm 2016 đến nay. Số tiền còn lại, ông Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình. Cựu Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ 6 lần, tổng cộng là 14,8 tỷ đồng. Những lần đưa nhận tiền đều diễn ra tại phòng làm việc của Vũ. Trước khi phiên tòa diễn ra, ba cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trên đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Hiệu trưởng trường vùng núi bị bắt vì ăn chặn 2 tỷ tiền hỗ trợ học sinh. Kính thưa quý vị, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Cò Mạ thuộc huyện Thuận Châu đã bị công an tỉnh Sơn La khởi tố bắt tạm giam vì ăn chặn hơn 2 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo vùng núi. Cụ thể, ngày 19 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành, là hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu về hành vi tham ô tài sản. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định năm học 2019-2020 và 2021-2022, Nguyễn Như Thành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, chỉ đạo bộ phận kế toán thuộc quỹ lập hồ sơ chứng từ rút tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho học sinh nhà trường theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn. Nghị định số 86 và 81 của Chính phủ về chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Sau khi rút tiền ngân sách hỗ trợ về nhà trường, Nguyễn Như Thành đã không chi trả đầy đủ cho học sinh mà trực tiếp quản lý, lập khống chứng từ chi và báo cáo quyết toán hàng năm của nhà trường, đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Vụ việc trên đã gây bức xúc trong dư luận đối với địa bàn miền núi dân tộc Sơn La, trong khi đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Cơ quan công an cho rằng hành vi của Nguyễn Như Thành đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản.